dành cho những chị em nào đang có dấu hiệu về tóc như là rụng tóc, bị gầu, bị khô tóc, bị sơ tóc, tóc của chúng ta nhuộm màu nhiều á, thì làm cách nào để bảo vệ tóc không bị chẻ ngọn? Dầu gội đầu của nhà Thanh Mộc Hương, và đây là cái phiên bản hoàn toàn mới của nhà Thanh Mộc Hương, với những thành phần không silicon nè, không paraben nè, không có những cái chất sulfate nè, không có chất tạo màu và không có hương liệu tổng hợp, là nó gồm có 5 cái không, rất là an toàn. Và đây là dòng sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, thảo dược thiên nhiên nha mọi người. 90% khách của em khi mà tới muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm dầu gội đầu ấy, thì cái vấn đề đầu tiên mà hay nghe khách phàn nàn á, đó là hiện tượng rụng tóc. Để cả em luôn, khi gội đầu xong tóm tóc lại, thôi một nùi, nhìn thấy hoảng hốt luôn đó, kinh khủng lắm. Em hiểu được mấy chị đang gặp phải, tại vì em cũng đang sử dụng. Kể cả khi mà chúng ta nhuộm tóc màu như này, tẩy tóc quá nhiều á, cái da đầu của chúng ta yếu rồi sau đó nó sản sinh ra gầu, mà có tóc khô rối sơ hay bị rụng tóc và hay bị kích ứng với những dòng sản phẩm có nhiều chất tẩy. Ví dụ cái em này chuyển vào cái em này, da nó nhẹ, da đầu nó vừa thơm vừa mát vừa sạch sẽ nè, để tóc của mình được khỏe hơn, được suôn hơn, mượt hơn đó. Dòng sản phẩm này cải thiện rụng tóc, tỷ lệ hiệu quả rất là cao, phù hợp cho mọi loại tóc và chăm sóc da đầu của chúng ta được khỏe mạnh, được khách em đánh giá rất là cao, nhiều người sử dụng. Và kể cả những chị em nào sau khi sinh tóc bị rụng nhiều phải làm sao, sử dụng nhiều dầu gội quá, bây giờ hóa chất nhiều quá, tóc rụng muốn hóa da đầu luôn, mọi người vào sản phẩm Thanh Mộc Hương này em bán đỉnh nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất lượng sản phẩm nó theo mình rất là lâu, cũng như là khách sử dụng và những người sử dụng rồi cái người ta giới thiệu người khác, đó là những cái mà chất lượng mà mang đến những dòng sản phẩm tuyệt vời mà em muốn phân phối cho mọi người hàng năm hàng ngày, để mọi người sử dụng tiếp cận được những cái dòng sản phẩm chất lượng như thế này. Tại xong cái mình cảm thấy da đầu của mình được thoáng sạch sẽ nè, được thơm tho, được nhẹ nhàng, mình cảm thấy cái công việc của mình nó cũng nhẹ nhàng rồi, nó cảm thấy thư giãn lắm mọi người đó. Còn mình sử dụng những dòng sản phẩm nó quá nhiều hóa chất, mình gội xong cái mình vuốt xuống cái tóc mình nó rụng, mình cảm thấy là rất là đau đầu và cảm thấy rất là buồn lắm mọi người. Sử dụng em này xong mọi người thấy tình trạng tóc của mình giảm rụng hẳn, lại càng yêu đời hơn. Để đảm bảo cho sức khỏe nè, vừa đảm bảo cho cái chất lượng sản phẩm mình sử dụng lên nó được an toàn, hiệu quả, thì hãy sử dụng em dầu gội đầu Thanh Mộc Hương thiên nhiên như thế này, nó đầy đủ nguồn gốc rõ ràng nữa mọi người ơi. Hàng Việt Nam chất lượng cao, mọi người tin dùng hàng Việt Nam nhé.